Em đang hát về người yêu dấu ơi, có nghe chăng? Em đem tiếng cười bờ môi ấy hé ra chốn đây, những giây phút thì chia tay nhau, những câu nói thì thơm bên tai bấy lâu, mùi hương thân quen còn in trên vạt áo. Em sẽ nói anh nghe, anh nghe về đại dương xanh. Em sẽ hát anh nghe bản tình cả em với anh. Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen. Yeah yeah hey. Tìm cả em với anh, ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen. Giới thiệu ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Chu Diệu Linh và mọi người hay gọi em là Linh Ca, và hiện tại em đang sinh sống cũng như học tập tại Hà Nội ạ. Em sinh năm bao nhiêu vậy? À, em sinh năm 2002 ạ. Sam ơi, Sam anh sinh năm bao nhiêu vậy? À, Sam sinh 2003. 2005. Em muốn sữa voi hả Sam? Em hơi ăn nhiều nên là hơi bự con thôi. Nào, giới trẻ bây giờ thật rất là tài năng, có nhiều sân chơi để mà mình thể hiện tài năng của mình. Nhưng mà bé quá xinh luôn á, dễ thương ơi là dễ thương. Em không phải là rời mắt trước cái phần trình diễn của bé. Không biết thì sở trường âm nhạc của em là những cái dòng nhạc như thế nào? Thường thường thì em thích những loại nhạc pop. Pop. Và vui vẻ một chút, là cũng có lúc em thích ballad. Ballad, pop. Ở Hà Nội thì em có thường nghe những cái dòng nhạc giống như là kiểu Hà Nội mùa này vẫn những cơn mưa, cái xe chiều đông. Nhưng mà em nói là em đang tập hát đúng không? Em có nghe nhiều bài hát không? Nhiều thể loại nhạc không? Em có. Ừ, tại vì chương trình mình phức tạp lắm em. Chương trình mình phức tạp lắm em. Ê, các anh làm gì thí sinh của đội em vậy? Bé đang trả lời mà mấy anh. Trời, thì thấy cái gì ngộ vậy? Đó, cái này mới là gương mặt thật của Will nè. Thế cho anh hỏi thêm được không? Em có thuộc bài của anh Huy không? Trời ơi, một bụng. Bé nó sao? Đây là ba chàng trai này, em sẽ biết ba chàng trai này có bài hát như thế nào. Em có biết một cái bài nào của ba anh này không? Em biết bài Nơi Ta Chờ Em của anh Will ạ. Còn anh Kay với anh Ngô Kiến Huy thì sao ạ? Anh Kay với cả anh Ngô Kiến Huy thì em cũng có biết, nhưng em không nhớ lời, không nhớ tên bài hát. Lòng vẫn không nói nên câu rằng trái tim vẫn yêu em, chẳng thể sống bên người như lúc xưa. Không nhớ tên bài hát.
Vậy Linh Ca, bây giờ em có thể thể hiện một cái phần nhỏ xíu trong cái bài hát mà của anh Will không? Anh Will có thể hát cùng em không? Đúng, anh Will sẽ hát cùng trời em. Trời ơi. Chỉ cần ta vẫn đứng nơi đây chờ em, chờ vòng tay ngóng đôi môi mềm. Chỉ cần ta vẫn đứng nơi đây, lặng yên từng giây từng phút. Chỉ cần ta vẫn đứng nơi đây chờ em, chờ tình yêu ghé qua em đêm, để ngày mai em chợt đến như giấc mộng bao đêm. À, cảm ơn em. Đúng là mừng cho em vòng tay bên em mỗi khi em khóc vì anh. Không sao, tôi chịu được cái cú sốc đả kích này. Tôi có một người bạn an ủi tôi. Tôi thuộc hết những bài của Cây Trần. Wow. Em thuộc hết bài của anh Huy. Chúng ta ngủ ở nhà vậy đủ rồi. Sao nãy họ thấy vô cái vụ đó chỉ là để anh và Cây Trần phải mang đến cái nỗi đau. Đâu, tại vì em nghe nói là bé nó nghe rất là nhiều những thể loại. Xong rồi hồi nãy là bé chào hỏi tụi mình rất là kiểu thân thiết á. Em nghĩ là bé rất là quan tâm đến tụi mình và biết rõ về các anh. Thật em định ra, là nâng các anh lên. Thật ra là bé biết bé không, sẽ không nói đâu. Tại nói vậy sẽ mít lòng là chuyện Will. Đúng rồi, em nghĩ là bé giấu. Bé giấu chứ bé làm sao mà không biết được. Em bị sao đó. Bé giấu.